chào các bạn. Hôm nay mình xin làm bắt đầu một cái series đầu tiên, hy vọng là sẽ được ủng hộ của bạn. Đó chính là phổ cập một số cái kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành dành cho dân chơi guitar ha. Thì điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi bạn có thể đọc một số cái tài liệu tiếng Anh hoặc là các bạn nghe trên YouTube một số câu người ta hay nói để chúng ta có thể biết được nó ý nghĩa như thế nào nhé. Thì kiến thức về cái này nó rất là nhiều. Thì có một số cái cơ bản mình sẽ nói trước để các bạn có thể mình biết cơ bản trước ha. Các bạn ủng hộ hãy nhớ like, share, comment. Mình sẽ làm tiếp các phần sau nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về một vài cái cơ bản nhất mà các bạn hay gặp. Ví dụ như là chúng ta thấy cái chữ tắt. Thì khi mà các bạn thấy người dân mà tự học guitar người ta rất là thích dùng tab, hay là khi mà mình làm video mình cũng có hay chạy cái dòng tab ở dưới. Vậy tab là cái gì? Tab là nó thể hiện cái vị trí, cái thế tay bấm của các bạn ở trên cái bản nhạc ha, mà nó trực tiếp lên trên cái cần đàn. Thay vì mình ghi nốt nhạc đô mi gì đó thì người không biết không nhạc các bạn nhìn vô khó quá. Hoặc là các bạn có biết là một nốt nhạc nó có thể trình tấu ở nhiều nơi ở trên cây đàn guitar. Thì chính vì vậy bạn mới học bạn không biết là đánh nốt la ở đây hay nốt la ở đây nó phù hợp. Thì người nào họ soạn mới nhạc rồi họ đánh cái thế tay, họ nói nốt la ngay ngang 7 này nè, thì cái số 7 nó hiển thị ngay trên trên cái bảng tab để bạn nhìn và biết vị trí đó. Nó sẽ dễ hơn. Tab nó ghi tắt của từ tab later, đó là nó thể hiện như vậy ha, cho bạn biết. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn thấy là major hay minor. Major là trưởng, minor là thứ. Thì major các bạn thấy là thường các bạn gặp ví dụ như là major scale. Scale là âm dài, đúng không? Major scale tức là âm dài trưởng. Ví dụ là đô trưởng. Đô trưởng người ta nói đến đô trưởng thì người ta hay dùng từ C major scale. C là nó đô đúng không ạ? Chứ cờ á, C major scale. Thì hay nói đến đó là major là trưởng, scale là âm dài. Còn ví dụ như là A minor scale tức là la, la là chữ A đúng không? Minor là thứ, scale âm dài là thứ. Ví dụ như vậy. Thì cái đó nó cũng liên quan tới hợp âm. Hợp âm thì tiếng Anh người ta gọi là từ core ha, là hợp âm. Thì cũng trưởng thứ như vậy, các bạn có thể sẽ thấy là C major core, hoặc là người ta ghi tắt là C core, tức là hợp âm đô trưởng. Ví dụ như vậy. B minor core, minor là thứ, core là hợp âm đúng không? B minor core là C, hợp âm C thứ. Ví dụ như vậy. Thì các bạn hay nghe nói tới những cái như vậy. Rồi thăng giáng, một cái nốt tự nhiên ví dụ như là nốt đô, khi mà người ta nói thăng là người ta dùng từ sharp. C sharp là đô thăng, là bạn thăng lên như thế này. Còn flat tức là giáng, ví dụ như là rê giáng đúng không? D flat. D là nó rê đây, D flat xuống nữa cô. D flat. Thì các bạn thăng là sharp, đúng không? Còn giáng là flat. Thì bây giờ thì ví dụ như mình có hợp âm là B minor 7 flat 5, tức là hợp âm C thứ 7 giáng bậc 5. Đây ngay chỗ này bạn. C thứ là B minor 7 là 7, đúng không? Thì chúng ta có hợp âm thứ 7 flat là giáng, 5 là 5, giáng bậc 5, B minor 7 flat 5, tức là hợp âm C thứ 7 mà giáng bậc 5. Đó là như thế này. Đó, các bạn có thể thấy được một số thứ như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có tới cái arpeggio. Arpeggio tức là cái hợp âm mà chúng ta đánh với dạng rải ra. Chứ chúng ta không đánh theo cái dạng là chúng ta đánh một loạt xuống. Ví dụ như là hợp âm đô trưởng 7. Đô trưởng 7 là C major 7, đúng không?
mình sẽ đánh rải nó ra. Có lẽ các bạn đánh lần nhỉ, đúng không? Mình sẽ đánh rải cái hợp âm đó ra thành từng nốt, giống như thế tay trên này. Đây cũng là hợp âm là đồ trưởng 7, C major 7. Nhưng mà mình đánh rải các nốt ra thì bạn thấy thường đánh kiểu này người ta dùng kỹ thuật quét dây ha. Rồi các kỹ thuật liên quan, một số kỹ thuật, ví dụ như các bạn nghe kỹ thuật là nhéo dây, thì gọi là bending, bending là nhéo lên. Đó. Nhéo. Thì thường là kỹ thuật classic thì người ta không đánh cái này, acoustic thì các bạn đánh solo hoặc là guitar điện thấy kỹ thuật thì xài rất nhiều, hoặc là bend hoặc là bending. Là nhéo dây. Thì nhéo dây nó chia nhiều cái lắm. Nhéo dây cung, cung rưỡi gì đó. Nói chung là cái đó mình tính sao đi, bạn hiểu cái đó là nhéo lên. Cái từ thứ hai là vibrato, tức là rung dây. Có nhiều phong cách rung lắm. Như các bạn hiểu là đánh một nốt bằng rung dây. Thì một số cái các bạn kết hợp kỹ thuật, giống như lúc nãy mình vừa bend lên, vừa bend mà vừa rung luôn, tức là bend and vibrato, đẩy lên rồi mình rung, rung luôn đó. Rồi kỹ thuật ví dụ như hammer-on, tức là bạn gõ vô luôn chứ bạn không đánh cái nốt đó. Bây giờ bạn đánh nốt đầu, vậy sau đó bạn dùng ngón tay bạn gõ nốt sau đó, thì cái này gọi là kỹ thuật hammer-on, gõ xuống ha. Thì hammer-on này nó có thêm một cái nữa là hammer-on from nowhere, tức là không có bắt đầu từ cái nốt đầu. Thí dụ các bạn phải đánh một nốt, các bạn mới hammer on vô. Còn bây giờ hammer on from nowhere, tức là các bạn dùng, các bạn hammer on luôn, dùng vậy đó, tức là các bạn gõ vô trực tiếp luôn. Và ngược lại kỹ thuật đó gọi là pull up, tức là chúng ta bung ngược ra. Các bạn đánh một nốt ở đây, các bạn bung ngược nốt trước đó. Kiểu này người ta xài rất nhiều ha. Thì một số cái hôm nay chúng ta học một số cái thuật ngữ đó trước đi nha bạn. Giờ trong cái clip sau mình sẽ nói thêm một số câu mà các bạn có thể thường xuyên nghe được ở trên YouTube hoặc một số cái tài guitar họ giảng dạy. Hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của các bạn nhé. Và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.